Vị thuốc quý chữa một lúc 10 loại bệnh có đầy trong tủ bếp nhà bạn. Ít ai biết rằng loại thuốc quý trị một lúc 10 loại bệnh này lại rất rẻ và phổ biến tại Việt Nam. Người Trung Quốc có câu bệnh viện tốt nhất chính là phòng bếp nhà bạn. Trên thực tế có rất nhiều loại gia vị thực phẩm trong nhà bếp của chúng ta được biết tới như những loại thuốc quý, hành ta là một trong số đó. Hành ta còn có tên gọi khác là hành lá, hành hương, hành hoa. Trung y coi hành ta như một vị thuốc và gọi là thông bạch. Loại hành này có vị tân, ôn, không độc, giúp khử phong, tán hàn, kích thích cơ thể đổ mồ hôi để hạ nhiệt, giải độc, lưu thông máu, tiêu sưng, phù thũng. Công dụng chữa bệnh của hành đã được biết tới từ ngàn xưa, đặc biệt loại gia vị này còn là một loại thuốc tuyệt vời để nâng cao sức khỏe vào mùa xuân. 1. Trị phong hàn cảm mạo Chuẩn bị từ 3 đến 5 của hành ta, rửa sạch, cắt miếng, sắc cùng với nước sôi. Có thể cho thêm 3 lát gừng tươi, uống khi còn nóng, cơ thể ra mồ hôi sẽ giúp bệnh tình thuyên giảm, hoặc bạn có thể dùng một đoạn hành hoa, nghiền nát, lấy nước, chia ra nhiều lần uống cũng sẽ đạt được hiệu quả tương tự. 2. nghẹt mũi vì cảm lạnh của hành ta giã nát lấy nước, dùng nước này chấm lên vùng giữa môi và mũi. Tình trạng ngặt mũi sẽ được cải thiện đáng kể. Bạn cũng có thể đem hành ta cắt nhỏ cho vào nước nóng để sông mũi, hoặc sắc hành uống ngày 3 lần. Uống khoảng 2 đến 3 ngày sẽ có tác dụng. 3. Trị bệnh tả. Dùng 20 g củ hành ta và 20 quả táo tàu đun cùng 3 lít nước. Khi nước cạn còn khoảng 2 lít, bạn tắt bếp uống ngay trong ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. 4. Trị đau dạ dày, axit trào ngược. Lấy 4 gốc hành ta dã nát, đổ nước vào, chế thêm chút đường đỏ và đun làm nước uống. Mỗi ngày uống 3 lần, duy trì trong một thời gian cho tới khi bệnh tình chuyển biến tốt. 5. Trị vết thương sưng đau. Đem hành ta còn nguyên rễ cắt nhỏ, dã nát, đắp vào chỗ đau sẽ đạt được hiệu quả tiêu sưng, giảm phù, tán ứ, giảm đau. 6. Trị mụn Chuẩn bị sẵn hành ta và mật ong, rửa sạch hành, để ráo, sau đó giã nát rồi trộn chung với mật ong. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, bạn đắp hỗn hợp trên lên vùng da bị mụn. Sau khoảng 15 phút, rửa mặt lại. Mỗi tuần thực hiện từ 2 đến 3 lần, tình trạng mụn sẽ thuyên giảm đáng kể. 7 hỗ trợ điều trị bệnh trĩ đang thời kỳ phát đau. Nấu nước hành cả rễ, thật đặc, rồi đổ ra chậu, ngồi vào ngâm 1 đến 2 lần trong ngày. Đối với trĩ ngoại, lấy lá hành nghiền nát, vắt lấy nước, cho thêm mật ong vào, quấy đều, đem nấu lên, bôi vào trĩ, còn bã hành đắp hàng ngày. 8. Trị đái dầm ở trẻ nhỏ, chuẩn bị ba nhánh hành ta cả rễ, dài chừng 5cm, 30g lưu hoàng. Đem hai thứ dã nát thành dạng cao rồi đắp lên rốn, cố định bằng băng dính hoặc băng gạc trong 8 tiếng rồi bỏ ra. Phương pháp này sẽ giúp ôn kinh, tán hàn, thông khí bằng quang, trị đái dầm ở trẻ nhỏ rất hiệu quả. 9. Chữa đau bụng, lạnh chân tay Người lớn bị đau bụng, chân tay lạnh giá, môi xanh, mạch hiện lờ mờ cần lấy một nắm hành ta bỏ rễ và lá lấy củ hơ nóng, ấp lên rốn, lấy chai nước nóng chườm lên trên, thấy hành đã bị mềm nhũn lại thì thay nắm hành khác. Một lúc lâu hơi nóng ngấm vào thì chân tay sẽ ấm, da dâm dấp mồ hôi, sau đó sẽ khỏi. Tiếp đó lấy miếng gừng khô bằng độ hai ngón tay cái, thái nhỏ đun nước uống 10 chị cảm sốt nhức đầu, khi bị cảm sốt đau đầu nên lấy 20 nhánh hành hoa cắt bỏ đoạn lá xanh, giữ lại dễ cho một ít gạo và 5 lát gừng dày nấu thành cháo ăn nóng, khi ăn cháo nên pha thêm chút giấm chua, sau khi ăn xong lên giường nằm nghỉ và đắp chăn để ra mồ hôi, bệnh tình sẽ thuyên giảm nhanh chóng. 7 dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng có những thay đổi của cơ thể mà đôi khi ta không chú ý dễ dàng bỏ qua và cho là không quan trọng, tuy nhiên cần phải để ý đến sự thay đổi này nếu xảy ra kéo dài từ 1 đến 2 tuần trở lên. Có những thay đổi của cơ thể mà đôi khi ta không chú ý, dễ dàng bỏ qua và cho là không quan trọng, tuy nhiên cần phải để ý đến sự thay đổi này nếu xảy ra kéo dài từ 1 đến 2 tuần trở lên vì đó có thể là những tín hiệu rất tinh tế của cơ thể báo hiệu manh mối một điều gì đó không ổn cho sức khỏe. Dưới đây là một vài trong số những tín hiệu bạn không thể bỏ qua. Một, Chữ viết tay của bạn có xu hướng thu hẹp lại. Bất kỳ sự thay đổi nào trong chữ viết tay của bạn có thể báo hiệu tín hiệu phát triển của sự run rẩy. Đó có thể là một dấu hiệu sớm của bệnh Parkinson, bác sĩ Rob Danov giám đốc y học giám đốc y học gia đình tại hệ thống y tế Aria ở Philadelphia, Mỹ, cho biết đặc biệt là nếu chữ viết tay của bạn nhỏ hơn và chặt chẽ hơn, điều này có thể là một dấu hiệu bạn đang cố gắng để giữ bàn tay của mình ổn định. 2. Biến đổi làn da Da khô và ngứa là những vấn đề phổ biến, có thể do tiếp xúc với xà phòng, kem dưỡng ẩm, nhưng cũng có khi sự biến đổi da này không rõ nguyên nhân, không thể giải thích được sự thay đổi da đột ngột này. Bạn cần phải nói với bác sĩ nếu tự nhiên da của mình trở nên khô, dày hơn hoặc có vẩy, vì khi da trở nên dày hơn có thể là biểu hiện của huyết áp cao hoặc các vấn đề về thận. Khô, ngứa da có thể được gây ra bởi sự hoạt động kém của tuyến giáp, sự thiếu hụt dinh dưỡng hoặc thậm chí là một số loạn tự miễn dịch ba hơi thở của bạn có mùi trái cây với người có bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường khi thở ra đôi khi có mùi kỳ lạ giống như mùi của trái cây bác sĩ danop nói mùi này là do những nỗ lực của cơ thể để đốt cháy hết lượng đường dư thừa trong máu của bạn bạn sẽ nhận thấy mùi và mọi người xung quanh bạn cũng cảm nhận được danop cho biết thêm 4. đột nhiên gặp khó khăn khi tính toán nếu trước đây bạn không học giỏi toán thì sự nhầm lẫn một chút không phải là vấn đề lớn nhưng nếu bạn là người luôn tính toán tốt với các con số thậm chí còn thông thạo nhiều toán mẹo hay đã từng quản lý tài chính thì sự nhầm lẫn này có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh alzheimer hoặc mất trí nhớ danop nói nếu điều đó xảy ra một lần hoặc hai lần đừng lo lắng quá nhưng nếu bạn tiếp tục nhìn khi nhìn chằm chằm vào hóa đơn của bạn và bạn không thể tính toán hoặc cứ lung túng trong việc cộng trừ thì đó là dấu hiệu cần phải để ý. 5. Leo cầu thang một cách khó nhọc. Khi leo cầu thang bạn thấy mình phải thở gấp, có cảm giác như hết hơi phải bíu tay vào thành cầu thang để leo lên. Bạn cần thông báo cho bác sĩ của bạn vì tình trạng này có thể báo hiệu bệnh tim hoặc khớp, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. 6. Cảm thấy chóng mặt khi đứng lên, đứng lên quá nhanh hoặc đơn giản là ăn không đủ, đói có thể làm chúng ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt hoặc chóng váng, nhưng nếu tình trạng đó diễn ra một cách thường xuyên, có thể bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề như thiếu máu rối loạn tiền đình hoặc bệnh tim. 7. Đi tiểu nhiều Trung bình một người thường đi tiểu từ 4 đến 7 lần trong cả một ngày, nhưng những người mắc bệnh tiểu đường, số lần tiểu thường nhiều hơn. Nếu số lần đi tiểu nhiều hơn bình thường, bạn cần đi khám. Ngoài dấu hiệu của bệnh tiểu đường, đi tiểu nhiều có thể còn là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu, các vấn đề tiền liệt tuyến hoặc thậm chí một số bệnh ung thư ruột, Danop nói. Nếu màu sắc của nước tiểu có màu xanh hoặc tiêu chảy có mùi lưu huỳnh thì hai thay đổi mà bạn không nên bỏ qua bảy liệu pháp trị mụn bọc dễ làm tại nhà bảy liệu pháp dễ làm tại nhà với táo nghiền hoặc sữa tươi hay mật ong kem đánh răng hay muối epsom sau sẽ làm giảm mụn bọc xấu xí trên làn da của bạn mụn bọc không chỉ khiến bạn khó chịu mà còn gây đau và ảnh hưởng đến làn da của bạn do đó để tránh điều này bạn cần có những cách trị mụn bọc hiệu quả mụn nhọt ẩn nằm sâu dưới da và được bao quanh bởi các dây thần kinh nên làm tăng mức độ đau và thậm chí gây viêm. Nguyên nhân gây ra mụn bọc là do da tiết nhờn quá mức dẫn đến làm tắc lỗ chân lông. Muốn loại bỏ mụn bọc dưới da ngay tại nhà, dưới đây là những cách đơn giản mà bạn có thể thử. 1. Tinh dầu cây trà Do chứa các chất kháng khuẩn nên tinh dầu cây trà giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và mụn nhọt dưới da. Ngoài giúp tiêu diệt các vi khuẩn, ngăn ngừa mụn nhọt trên mặt, tinh dầu cây trà, còn chữa lành mụn bọc do tắc lỗ chân lông gây ra và kiểm soát việc tiết nhờn trên da mặt. Nhưng nhớ là để khắc phục mụn nhọt, mụn trứng cá hay mụn ẩn, bạn không được chạm tay lên mặt. 2. Sữa tươi Sữa tươi có công dụng như một chất làm sạch, dịu nhẹ cho da, giúp ngăn ngừa mụn bọc dưới da. Do có axit hydroxy, nên sữa thô giúp làm thoáng lỗ chân lông bị tắc nhờ loại bỏ các lớp tế bào chết bên ngoài. Bạn lấy một miếng bông cốt tông, nhúng vào sữa tươi rồi vắt bớt sữa trước, đắp lên mụn. Mỗi lần đắp, bạn để khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Sử dụng cách này từ 2 đến 3 lần trong tuần sẽ giúp da sạch mụn và rạng rỡ hơn. 3. Mật ong Mật ong chứa các chất kháng khuẩn và khử trùng nên giúp chống lại các vi khuẩn gây ra mụn ẩn. Thoa một chút mật ong lên mụn trứng cá và để trong 20-30 đến 30 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm ấm. Lặp lại cách này 3 lần trong một ngày để loại bỏ mụn bọc một cách dễ dàng. 4. Táo nghiền nhỏ Táo nghiền nhỏ cũng được chứng minh là có lợi trong điều trị mụn ẩn do chứa các vitamin và chất sơ cần thiết. Táo nghiền giúp điều trị mụn ẩn. Bạn nghiền nhỏ một quả táo thành bột mịn, cho thêm một vài giọt tinh dầu cây trà và một thìa mật ong để làm mặt nạ táo. Đắp hỗn hợp nhão vừa trộn lên mặt và để trong 15 phút. Mặt nạ này giúp bạn điều trị mụn bọc một cách hiệu quả ngay tại nhà. 5. Kem đánh răng với nhiều người, kem đánh răng là giải pháp hiệu quả nhất giúp họ điều trị mụn trên da. Tuy nhiên, những người có da nhạy cảm không nên sử dụng kem đánh răng trị mụn bọc vì nó có thể dẫn đến kích ứng da, ngừa và mụn trên da. Bạn nên sử dụng kem đánh răng với tinh dầu đinh hương hoặc tinh dầu bạc hà vì chúng giúp thấm sâu dưới da để trị mụn. Lấy một lượng nhỏ kem đánh răng rồi thoa lên da bị mụn ẩn, để qua đêm rồi rửa sạch. Vào sáng hôm sau, bạn nên thoa kem đánh răng hai lần một tuần để ngăn ngừa mụn bọc dưới da. 6. nước cốt chanh. Nước cốt chanh có các chất kháng viêm và vitamin C ngăn ngừa mụn trứng cá dưới da cũng như kiểm soát chất nhờn trên da mặt. Về lâu dài, sử dụng nước cốt chanh còn giúp ngăn ngừa mụn cũng như ngăn ngừa vi khuẩn trên tấn công da mặt. Bạn đắp nước cốt chanh lên mặt rồi để khô tự nhiên, để 15 đến 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm ấm. Bạn áp dụng công thức này 2 đến 3 lần một ngày trong một tuần để cho kết quả tốt nhất. 7. Muối Epsom. Muối Epsom là một biện pháp hiệu quả khác giúp bạn điều trị mụn nhọt ẩn. Nguyên liệu này khắc phục tình trạng viêm và đau do mụn trứng cá gây ra. Bạn lấy một thìa muối Epsom trộn với nửa ly nước nóng, đắp hỗn hợp lên da bị mụn và để khô, sau đó rửa sạch da với nước, sử dụng muối epsom theo phương thức này 2 đến 3 lần mỗi ngày để ngăn ngừa mụn ẩn.